Hello mọi người, thì hôm nay là Cú sẽ làm một cái video để giới thiệu ạc mới của anh Thuận vừa mua nha mọi người. Thì hiện tại là ạc 2X, ạc xin đấy. Thì đã có vài bạn trả giá, tuy nhiên thì không có đúng mức giá mà Cú và anh Thuận đưa ra, cho nên là ạc hiện tại thì vẫn còn nha các bạn. Và có giá công khai của ạc xin là 5,5 triệu. Thì nếu như bạn nào thật sự cảm thấy ưng ý và muốn mua thì các bạn gọi điện trực tiếp cho Cú, hoặc là các bạn có thể nhắn tin Zalo cho Cú. Nếu như mà thật sự mua thì các bạn nên gọi điện và Cú sẽ ghép các bạn nhanh hơn nhé. Thì hiện tại ạc đó là như cái video trước Cú cũng đã show cho mọi người, thì có rất là nhiều bạn hỏi ở trên kênh cũng như là ở những cái bài đăng ở Zalo và Facebook. Thì những cái giá ạc á thì Cú không bao giờ công khai lên những bài đăng đâu mọi người. Các bạn phải lưu ảnh hay là chụp ảnh lại và sau đó inbox thì Cú mới trả lời giá từng con ạc được. Tại vì khi các bạn công khai giá lên group á, thì sẽ có rất là nhiều ý kiến trái chiều, sẽ xảy ra là cự cãi đồ rất là nhiều, cho nên là tốt nhất là inbox thôi. Thì bây giờ Cú sẽ giới thiệu ạc mới của anh Thuận là một con ạc ở server 245 nha các bạn, là cụm của ạc bà ngày xưa, và bây giờ là đổi tên báo nha. À, đổi tên béo chứ không phải báo. Thì hiện tại là ạc béo này hình như anh Phước cũng đang rao bán ở trên group á, top 2 liên server và top 1 của server cụm 245. Đây, thì lực chiến hiện tại của ạc béo là 479k và đang giữ hạng 1 nha mọi người. Đấy, rất là ngon luôn. Thì hình như là bạn, để Cú cho các bạn xem ạc Bessie bây giờ đổi tên là bé sinh nha. Thì hiện tại là lực chiến cũng đã 512k. Đây, rất là ok. Thì bây giờ Cú sẽ show sơ qua cho các bạn xem về con ạc của anh Thuận mua trước. Thì đây là ạc nhân vật nữ nha mọi người. Thì nói chung là nam nữ gì thì hình như là anh Thuận cũng chơi được. Tại vì ạc cụm 1 cũng là một ạc nữ thôi các bạn. Chủ yếu là nó có đồ như thế nào, nó có ok hay không thì chúng ta chơi thôi, chứ ạc nam nữ thì cũng bình thường thôi. Ạc này là level 55 và nó có VIP 10 nha mọi người. Bộ nhẫn là rất là chất lừ luôn. Đây, bộ nhẫn rất là đẹp. Cú chụp như thế này đi cho nó đẹp. Đây các bạn, bộ nhẫn thì đã full 7, 2 Venus 7 và 2 cái hạnh phúc cộng 7 nha. Ở đây là VIP Ares và đang sử dụng là wow búa. Còn 6 ngày và giác vàng thì còn 7 ngày. Và ở đây là một cái kim cương cộng 5 thôi mọi người. Về dàn vũ khí thì các bạn cũng thấy là có cả Super Karaoke nè, Super xe hơi vĩnh viễn, Super Karaoke cũng vĩnh viễn luôn, Super tủ thuốc, Super vỏ trái cây, Super lưu gạch và Super phi tiêu nha. Còn là có cả wow kem cũng được gia hạn vĩnh viễn luôn. Ngoài ra thì vũ khí truyền thiết là chúng ta đủ bộ luôn đây mọi người. VIP búa Minotaur và hai cây luôn. Và có cả VIP Bazooka, VIP thương cổ và VIP boomerang. Nói chung mạng này rất là ngon. Đây các bạn, có cả Super âm nhạc. Và ở bên túi thì chúng ta còn một cái hạnh phúc cộng 7 và một cái Venus cộng 7 mà có nhiều bạn rất là mơ ước và rất là tốn kém khi mà chúng ta lên được một chiếc cộng 7 nha. Thì ở đây nó dư luôn mọi người. Về phần thời trang thì ở đây chúng ta đang sử dụng nón quả quýt và là vĩnh viễn luôn, và đang sử dụng là áo người đẹp dưới chăn cũng là chỉ số 6 và hộ giáp 72 vĩnh viễn luôn các bạn, rất là ok. Ở đây cánh chắc vĩnh viễn luôn, thắt lưng thì hôm qua Cú mới nạp mọi người cho nên là không có vĩnh viễn. Ở đây là có đôi bông tai sắc sảo cũng vĩnh viễn luôn. Về kho đồ thì nói chung là ạc này nạp cũng rất là nhiều, nhưng mà kho đồ thì ít đồ sáo vĩnh viễn mọi người. Tiếp theo là phần đạo cụ nha. Thì phần đạo cụ chúng ta còn cối xây gió là 9 cái, tuy nhiên thì không cần đổi cho lắm. Thưa phiếu làm tóc chúng ta còn 3 cái mọi người. Và ở đây là còn mảnh bét rất là nhiều. Đá cường hóa thì còn 20 mấy k. Đá giác vàng thì cũng nói chung đá giác vàng là đủ cho các bạn chơi trong thời gian mà đây còn đủ hơn 3 tháng nữa. Còn cái này hình như là giác áo thì cũng khoảng áo hay nón gì đó thì cũng còn 4,000 mấy viên. Thì khi các bạn trong thời gian mà các bạn 3-4 tháng còn này nè thì các bạn cài thêm vào thì nó sẽ rất là nhiều. Ở đây thì không có gì nữa đặc biệt mọi người. Tiếp theo là phần thuộc tính nha. Phần thuộc tính thì rất là cao luôn. Tấn công 9k, phòng thủ đến 12k và sát thương 7k, hộ giáp 7k6, nhanh nhẹn 7k9 và may mắn là 8.300. Tiếp tục là phần ngọc. Phần ngọc thì ở đây các bạn cũng thấy là full cam rồi, có cả xuyên giáp cam luôn thì cũng là rất là ok. Bên đây thì còn dư cả cục phong ấn luôn đây mọi người. Nói chung ạc này rất là ok luôn, rất là đẹp.
Thì ở đây là có bét Phượng Hoàng level 70 và mát đột phá. Và cả con bét rồng cũng mát đột phá level 70. Bét hưu thì mới level 55 mọi người. Cũng chắc là còn mảnh đây, còn 400 mấy mảnh là rất là nhiều. Bét rắn thì cũng còn vậy, cũng đã 5 sao và còn 700 mấy mảnh. Chầm sao thì đã full luôn rồi nha mọi người. Tiếp tục là phần đá khảm. Đá khảm thì ở đây là 13, đá đỏ 13, đá xanh và đá đam 13. Ở đây thì chúng ta được 5 viên 13 và còn lại là full 12 nha mọi người. Thì ở đây là cục đá đỏ chúng ta đã có 2 viên rồi đây. Chỉ cần các bạn kiếm thêm 2 viên 10 nữa là chúng ta lên được 1 viên 13 nữa các bạn. Hết rồi, ở bên đây thì cũng khá là đơn giản thôi, còn thiếu rất là nhiều. Thần khí thì là đã full rồi. Và vật tổ là cũng đã full luôn các bạn. Để cứ xem, hiện tại thì thuộc tính là 99% rồi. 15.385.000. 15.500. À còn cũng khá là nhiều nha các bạn, coi gì chứ cứ ao trận mỗi ngày thì rất là lâu. Tiếp tục là phần đá chúc phúc. Đá chúc phúc thì chỉ mới level 8 thôi. Nón áo tất cả đều 8, trợ thủ thì 7 thôi mọi người. Thì con hạng này hôm nay là Cú chỉ sơ sơ qua cho mọi người xem thôi. Và những cái video sau thì Cú sẽ làm về giải siêu cấp và đấm danh chạy, đấm giải siêu cấp và cả đi sảnh thường cho các bạn xem sau. Bây giờ thì để Cú xem có sự kiện nào mình làm thôi. Dùng cờ này thì không biết là bữa ấy có nạp không nữa. Thôi toan rồi. Cái này là mình đăng nhập mà bị thiếu ngày nè mọi người. Khá là đáng tiếc nha. Thành ra là không có được nhận những cái mốc ở phía sau. Cho nên là các bạn nhớ chú ý nha. Thì đây là hôm nay có sự kiện dùng 3.000 đá cường hóa. Thì nhớ tới dùng đá cường hóa thì các bạn có nhớ cái video mà cú phá đá cường hóa của Arc level 50 không? Thì chắc chắn là tuần này chúng ta sẽ bị chủ Arc inbox chửi ngay, không biết là có không. Nhưng mà tuần trước cú nhớ là hình như cú vẫn còn chừa lại khoảng 2.000 năm viên rồi mọi người, chắc không sao đâu. Đây hôm nay là có sự kiện, mới thấy sự kiện ổn đó chính là cho. Tuy nhiên thì những cái món quà này là các bạn cũng biết rồi, ạc này đã full hết rồi. Tuy nhiên thì hôm nay cú sẽ dùng 3k đá cường hóa cho các bạn xem nhé. Ở đây thì vàng còn 1.700.000 lận, 1.700.000 vàng. Đây bây giờ chúng ta sẽ thay một cái áo nào xinh xinh vào các bạn, để chúng ta cường hóa lên cộng 15 nhé. Áo này đi, áo dũng sĩ này cũng thấy đẹp nè. Áo này cũng được. Đây bây giờ là chúng ta sẽ cường hóa nha mọi người. Cường hóa 3.000 viên mà phải cho nó lên 15. Thì không biết là nó có ok hay không, thì để cô sẽ làm cho các bạn xem. Bây giờ mà lên cỡ chừng 6-7-8 ấy mọi người, là khúc đó nó mới hot. Khúc đó nó mới có cảm giác. Còn ở đây thì tạm thời những cái bạch nhỏ nhỏ này thì nó không quan trọng lắm. Ôi trời, đùa à. Đấy, cộng 5 rồi. Bây giờ cho lên cộng 6 cái đi rồi hả, ra làm trò hề các bạn. Cộng 6, cộng 7 luôn. Đến 20k đá lận mà mọi người. Tuy nhiên thì ở đây cứ sợ hết bùa đây, chỉ còn có 16 bùa thôi. Có thể là nhiều khi cú chỉ sử dụng đá cường hóa thôi, còn cường hóa áo cú bỏ luôn ấy mọi người. Tại vì cũng thấy đồ khá là bình thường thôi. Bây giờ còn 3 cái thì chúng ta làm nốt luôn nha các bạn. Cộng 9 rồi. Thường thường thì sẽ đổi ở đây đây. Đây bùa ma thuật. Wow, đá cường hóa ở đây còn một nùi luôn nè mọi người. Bộ ma thuật thì còn có tí xíu thôi. Không biết là quân chương ảnh có để làm gì hay không nữa. Nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều quân chương hết đó thì rất là ngại. Đây đổi điểm bình ma luôn. Nói chung là tạm thời đổi cái gì thì cũng sẽ đổi được hết nha cho các bạn xem. Rồi còn cái gì nữa không? Coi đây có bùa không. Đây chúng ta lên 8 là chúng ta được một mớ bùa nữa mọi người. Hôm nay là có sự kiện đập bình ma nha. Tuy nhiên thì chúng ta đã hết bình ma rồi. Thôi mất tiêu rồi. Đây dùng đá cường hóa đây.
dùng đá cường hóa thì thật sự những cái món này cũng không cần lắm thôi. Thì cứ cố làm tiếp cho các bạn xem đi, rồi một lát chúng ta sẽ tính sau nha mọi người. Bây giờ sẽ vào dung luyện các bạn. Thất bại luôn. Chu cha mẹ ơi, đồ hoa văn khó lên nhờ. Thành công rồi đó các bạn. Nói chung là bí quyết mà để các bạn dung đồ bé thành công đó chính là các bạn hãy tích thật nhiều và thật nhiều thì các bạn sẽ thành công thôi. Có bạn đó thì anh hit một lần là lên, còn có nhiều bạn rất là tội, cài kiếm mảnh rất là nhiều. Tuy nhiên thì khi mà dung luyện nó rất là khó lên mọi người. Nhất là khi đồ bét mà các bạn còn thiếu một món ấy. Thất bại hết rồi. Ạc này là có hạng 18 luôn mọi người. Một ạc ép cấp 5X ở server cũ. Mà có hạng 1X là phải gọi rất là ok rồi. Thôi toan rồi, bùa ma thực không đủ rồi các bạn ơi. Các bạn có biết ở đâu mà có để đổi bùa ma thực nữa không nhỉ? Cái này là cái gì nhỉ? Bây giờ mà cứ làm như thế này thì nó lâu lắm mọi người. Chắc là đợi video sau thì cứ sẽ làm tiếp cái phần cường hóa, sử dụng đá cường hóa cho mọi người xem nhé. Tại vì sớm muộn gì cứu cũng phải quay đấm danh chạy thử và đấm giải siêu cấp thử con ạc này đầu tuần cho mọi người xem thôi. Thì chắc là ngày mai thì cứu mới up thêm một cái video nữa lên cho các bạn xem. Tại vì hai cái phần sử dụng đá cường hóa và cả cường hóa áo ấy các bạn, thì hầu như là những cái vật phẩm mà được tặng thì cứu không có dùng đến. Ở đây thì theo như cứu nghĩ là không nên phá đồ quá nhiều. Tại vì ở đây chúng ta cần cái huân chương để gia hạn VIP Ares và những cái thứ khác nữa. Nếu như mà các bạn xài hết là sẽ bị ổng chửi ngay. Tại vì khi các bạn ao 50 trận sảnh á, thì huân chương của các bạn không có nhiều nha. Đây, để cứ làm nốt một số bùa này xem. Khi nãy thì nó lên khá là ngọt, nhưng mà lên tới cộng 10 thì nó bị đơ rồi. Nó bị đứng rồi mọi người. Đây, dùng đá cường hóa được 5 bùa. Chu cha ơi, đến 11 nó mới cho các bạn ơi. Hài hước nhờ. Rồi, nhảy các bạn. Và cú xin chào các bạn nhé. Hẹn các bạn ở video sau đi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục là cường hóa hay là sẽ test thử con ạc này cho các bạn xem. Thì con ạc này nó hơn con ạc cũ của anh Thuận ở cụm 448 là nó hơn tầm 20k lực chiến, 30k thôi các bạn, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà được một cái là theo như cú nghĩ, nếu như mà so kè hai ạc thì ạc này sẽ ngon hơn rất là nhiều. Tại vì thứ nhất là ạc này đã có đủ bộ nhẫn 7 và có một cái kho vũ khí rất là bá đạo. Bây giờ mà nếu như mà cú chuyển sang xe hơi để vào á, là phòng thủ của nó lên ngất trời luôn. Thì cú xin chào mọi người nhé. Nếu như bạn nào cần mua ạc kênh ni, cần nạp móc hay là cần giao dịch trung gian thì cứ liên hệ trực tiếp với cú qua số điện thoại gọi là Zalo. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở video sau luôn.